Lớp ở đây không cần thiết, lúc lớp không ghi không có đồng loạt hết, bỏ lớp đi. Rồi. Có nhiều bạn bỏ bỏ những câu cuối nha. Sao vậy? Sao bỏ vậy? Làm không kịp hả? Mẹ Nhi. Dạ không kịp á thầy. Em làm lỗi mấy câu cuối luôn á. Thầy ơi, em lỗi mấy câu cuối, kêu nợ cái em lỗi 6 7 câu vậy á. Nhưng mà đâu có bài tập gì đâu, toàn không có số, không có tập gì đó, toàn là suy luận, không có đâu cần tính toán đâu. Dạ nhưng mà đọc cái đề nó quấn não lắm thầy. Quán nào? À, bạn Mỹ Chi làm tốt nè. À, thầy đọc tên vài bạn điểm cao nha. Tài nè, Chi nè. Trên 20 con ha. 15 16 là cũng được ha, nhưng mà thầy đọc trên 20 thôi. Thầy Đức Anh nè. Nhân 19 này cũng được. 24 à, Trúc Quỳnh nè. Phạm Ngọc Trúc Quỳnh nè. À, 21 Nguyễn Thúy Lê nè. Nguyễn Thúy Lê là K 19 nè, bạn thấy chưa? Đã còn trong top đó đó. Xuống não mà. Rồi hết rồi, những bạn 12, 19 thì có một bạn còn như nãy thì đọc là trên 20 đó. Đó. À, mà Bảo Chi, Bảo Nhi thì trong học đó rồi, ok rồi đó, đúng đúng là những bạn học học tốt thôi, bạn anh đúng.